Hello, xin chào các bạn. Mình là Nghiên Thùy Trang, founder của Tiếng Trung Alpha. Rất vui được đồng hành với các bạn trong video ngày hôm nay. Để tiếp tục cho chuỗi video học tiếng Trung thông qua giáo trình Hán ngữ 6 quyển, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài 3 nhé. Cũng như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi học thì hy vọng các bạn sẽ chuẩn bị giúp mình sổ ghi chép, bút nhiều màu mực, một cốc nước và một tinh thần học thật là phấn chấn nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học thêm 3 thanh mẫu mới được viết như sau. Các bạn hãy dành ra 3 giây để viết 3 thanh mẫu này vào vở của mình nhé. Sau đó thì hãy lắng nghe và đọc lại thật to cùng với cô Trang. Đừng quên nhiệm vụ lặp lại thành tiếng nhé. Các bạn nhất định phải nghe thấy tiếng của mình trong quá trình học. Rồi, ok. Âm đầu tiên chúng ta sẽ đọc là chi. Chi. Chính xác. Chúng mình hình dung như thể nó hơi giống như là chi tiền đấy mọi người, chi tiền nhá. Đọc lại với Trang nào. Chi. Chính xác. Âm thứ hai chúng mình sẽ đọc là chi. Đúng rồi, có điều gì diễn ra ở đây nhở? À đúng rồi, chúng mình phải bật hơi đúng không ạ? Chi. Đúng rồi, một lần nữa nào, bật ra thật to nhá. Chi. Chính xác. Âm thứ ba chúng mình đọc là si. Si. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng lặp lại một lần nữa với cả ba âm này nhé. Chi. Chi. Si. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những vận mẫu trong bài số 3 ngày hôm nay. Nào, chúng ta hãy cùng xem hôm nay chúng ta học những vận mẫu gì nhé. Nhìn thì có vẻ nhiều đây. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Âm đầu tiên, nếu như cô Trang chưa hướng dẫn thì các bạn sẽ đọc là gì nhỉ? À, rất nhiều bạn sẽ đọc thành ia đúng không? Nhưng đây cũng là lỗi sai căn bản của rất nhiều người mới học và đặc biệt là các bạn tự học nhá. Các bạn rất hay bị chi phối âm này bởi âm tiếng Việt đó là ia, ia ấy. Nhưng không, trong tiếng Trung âm này không đọc như thế. Chúng ta sẽ đọc là ia. Chính xác. Ia. Rồi, chúng mình có nhìn thấy ở đây có âm i và âm a không? Thì chúng mình cứ đọc đúng như vậy thôi, i và a móc liền với nhau. Nó kết thúc bằng âm a nên khẩu hình của chúng mình sẽ mở rộng về cuối. Nào, đọc lại cùng với cô Trang nhé. Ya. Chính xác. Ya. Ok, đọc liền vào nhé, đừng có tách ra là i a mà nó là ya. Ok. Âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc là ye. 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 Nào, tiếp theo thì chúng ta đọc âm này là gì đây? Chúng ta nhìn thấy có y và gì nhỉ? Chính xác, y và ao đúng không? Chúng mình đọc móc nối vào nào. Yao. 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 Tốt. Âm tiếp theo chúng mình nhìn âm trong ngoặc này nhá. Âm này là âm y và gì đây? À, yêu. Chính xác. Yêu. Yêu. Y nối với O đúng không? Rồi, âm tiếp theo nào. Ở đây có Y và An. Tuy nhiên là chúng mình không nên đọc cứng hẳn là Y An, được chưa ạ? Chúng mình, đây là một cái mẹo nhỏ thôi. Cô Trang sẽ mách cho chúng mình một cái mẹo nhỏ. Đó là mình đọc hơi thiên về âm E một xíu xíu để cho nó mềm cái âm ra nhá. Đọc lại với cô Trang nào. Yên. 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 Ok. Âm tiếp theo. In. 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 Âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc là yang. Y và ang đúng không? Đọc nối liền vào nào. Yang. Yang. Tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ có âm yên. 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 Chúng mình lưu ý nhé, âm này thì chúng mình sẽ không đọc là in mà là yên. Như các bạn thấy là toàn bộ dòng trên các vận mẫu đều có một điểm chung là gì nhỉ? À, nó đều bắt đầu bằng y đúng không? Vậy nên khi mà đọc và khi mà ghép âm thì chúng mình lưu ý phải bảo toàn được cái âm y này trong âm đọc của mình nhé. Chúng mình không có đánh mất cái âm y đi, nếu không là chúng mình sẽ bị đọc sai đấy. Trong toàn bộ tất cả những cái vận mẫu chúng ta vừa học ở hàng trên thì các bạn có để ý thấy một điều gì không? À,
chúng đều bắt đầu bằng chữ Y đúng không nhỉ? Vậy nên khi ghép âm thì chúng mình lưu ý là mình phải bảo toàn được âm Y ở đầu nhá. Nếu mà mất đi giới âm Y này thì cái âm của chúng mình nghe nó sẽ không hay và không chuẩn nữa. Được chưa nhỉ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với các vận mẫu ở hàng thứ hai nhá. À, âm này chúng mình có còn nhớ cách đọc là gì không nhỉ? Đây là một vận mẫu cũ. À, âm này là Y, Y. Chính xác. Và hầu như tất cả những cái vận mẫu ở đằng sau này nó đều bắt đầu bằng âm Y. Vậy nên các bạn hãy để khẩu hình là âm Y ngay đầu tiên để đọc cho chính xác nhé. Ok, vận mẫu này cùng đọc với cô Trang thật to nào, phát ra thành tiếng nhé. Chúng mình sẽ đọc là Yê, Yê, Yê. Nhớ nhé, âm này không phải là Ê, không phải là U, Ê, 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 mà là Y, Y, Yê. Ok, âm tiếp theo chúng mình sẽ có Yuan, Yuan. Các bạn lưu ý cũng không nên đọc là uy an. Chữ an đấy hẳn ra như vậy nó sẽ hơi cứng, nên mình sẽ đọc hơi mềm ra một chút nào. Yuan, tròn miệng nhá. Yuan. Ok, âm tiếp theo à Y mà với N thì chúng mình sẽ đọc là Yin, Yin. Đúng không nhỉ? À, ở đây sao tự dưng lại có một cái âm này mọc ra cuối cùng thế này? Đấy, âm này chúng mình phải nên xếp lên trên mới đúng, đúng không nhỉ? Bởi vì nó bắt đầu bằng Y. Rồi ok, không sao cả, chúng mình cùng nhau đọc nhé. Ở đây có Y và Ung thì chúng mình đọc là gì? À, Yung. Đúng rồi, lặp lại một lần nữa nào. Y và Ung là Yung. Ok, chúng mình không đọc là Ung nhé. Ung là có mỗi cái phần đằng sau thôi này. Âm này phải đọc cả là Yung, Yung. Ok, trong số vận mẫu ngày hôm nay chúng ta học thì có một lưu ý nho nhỏ sau đây, đó là lưu ý với âm yêu, yêu. Thì người ta quy định rằng khi vận mẫu yêu kết hợp với thanh mẫu phía trước thì chúng ta sẽ bỏ chữ O đi. Chúng ta sẽ bỏ chữ O đi. Bây giờ mình sẽ viết như thế này thôi. Và mình vẫn phải giữ nguyên cách đọc. Và mình nhìn thấy chữ này nhưng mình vẫn phải đọc là gì? À, yêu, đúng rồi. Không có chữ O nhưng mà chúng mình vẫn phải mặc định trong đầu là nó có chữ O nhé. Yêu. Rồi, vậy nếu bây giờ chúng ta ghép âm này chúng ta có gì đây? À, rồi, không phải là tiêu mà là tiêu, tiêu, đúng không? Thế ví dụ mình có âm này thì là gì ạ? À, niêu, niêu. Hay như âm này thì chúng ta có gì đây? Liêu, liêu. Thế ví dụ chúng ta ghép luôn với cái thanh mẫu chúng ta vừa mới học đi. À, âm chi ghép với yêu thì chúng mình sẽ có gì? À, chiêu, chiêu. Thế bây giờ ghép, giả dụ như ghép với âm này thì sao nhỉ? Có điều gì diễn ra ở đây? À, chính xác, mình bật hơi nhé, cả lớp bật hơi nào. Chiêu, đúng rồi, chiêu. Các bạn phải nghe thì cái âm chiêu. Chính xác. Tiếp theo, ví dụ ghép với âm si đi, chúng ta có gì? À, siêu, siêu. Rồi, bây giờ các bạn hãy lấy giúp cô một cái màu mực khác, có thể là mực đỏ hay mực đen hay mực gì khác, các mực các bạn đang viết ấy. Các bạn gạch chữ O ở giữa này đi. Rồi, các bạn sẽ ghi như này thôi. Đó, ghi ngay bên cạnh nhé, ghi ngay bên cạnh ở đây này. Đấy. Xong rồi các bạn cũng ghi ra 1, 2, 3, 4 cái ví dụ. À, vài cái ví dụ như là chúng ta vừa ví dụ ở đây, để cho nhắc nhở bản thân mình là à, âm này từ lần sau tôi nhìn thấy IU nhưng mà tôi vẫn phải đọc là yêu. Chính xác. Rồi, mọi người đã ghi chép xong chưa nhỉ? Nếu như tất cả chúng mình đã ghi chép xong rồi thì bây giờ chúng mình cùng đến với một lưu ý cực kỳ quan trọng trong bài số 3 ngày hôm nay nhé. Lưu ý này chính là ba thanh mẫu chi, chi, si luôn luôn, mãi mãi, vĩnh viễn, lúc nào cũng chỉ kết hợp với những vận mẫu là y, y hoặc những vận mẫu bắt đầu bằng y và y. Rồi, lão sư cho các bạn 5 giây để có thể viết lưu ý này vào vở của mình. Rồi, mọi người đã viết xong chưa nhỉ? À, chúng ta cùng nhau nhắc lại nhé. Đó là ba thanh mẫu chi, chi, si luôn luôn, mãi mãi, vĩnh viễn, lúc nào cũng chỉ kết hợp với những vận mẫu là y, y hoặc những vận mẫu bắt đầu bằng y và y. Nói cách khác là đằng sau chi, chi, si không thể có những âm khác ngoài y và y. Tuy nhiên, khi nó kết hợp với những vận mẫu là y hoặc bắt đầu bằng y thì dấu chấm của nó, dấu hai chấm bên trên sẽ được bỏ đi. Nào, chúng mình lưu ý ghi thêm và giúp lão sư nhé. Chi, chi, si chỉ kết hợp với y và uy, nhưng khi kết hợp với uy thì dấu hai chấm bên trên
sẽ được bỏ đi. Nói cách khác là từ sau tôi nhìn thấy chữ này, tôi sẽ đọc là gì ạ? Là chu hay là... không được đọc là chu nhá. Âm này chúng ta sẽ đọc là chi. Chi, bởi vì sao? Bởi vì đằng sau âm này chỉ có thể là u hai chấm. Có điều là chúng ta đã bỏ nó đi rồi mà thôi. Vậy nói cách khác, từ lần sau các bạn cứ nhìn thấy đằng sau GQX, GTC mà xuất hiện âm U thì mình phải hiểu ngay nó là âm U trá hình nha. Mình phải hình dung và tưởng tượng trong đầu là thực ra là nó có hai chấm tồn tại đấy, nhưng mà nó không hiện lên mà thôi. Mọi người nhớ chưa nhở? Điều này rất quan trọng đấy nhá. Đặc biệt là các bạn ngồi nhà tự học mà không có thầy cô hỗ trợ nhắc nhở thường xuyên ấy, là rất là dễ nhầm đọc những âm này là chu, chu, su. Nhưng mà không được đọc su nha. Su là su cần na luôn á. Rồi, bây giờ thì chúng mình ghi chép lại cái phần đấy, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nhá. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập để có thể ghi nhớ rõ hơn phần lưu ý vừa rồi nhá. Âm này chúng ta đọc là gì nhỉ? Chúng mình hãy đọc là thật là to lên giúp cô Trang nào. To nhá, phải nghe thấy âm thanh của chính mình đấy. Âm này đọc là... chính xác là chi. Chi. Tuyệt đối không ai đọc là chu nhá. Chi. Vì sao nhỉ? Nó có hai chấm. Chẳng qua là nó đã nấp đi mà thôi, đúng không? Tiếp theo âm này chúng mình đọc là gì đây? Âm này là ue thì ghép là mình sẽ có chê. Chê. Chính xác. Âm này là gì đây? Nó không phải u an nha, âm này là uan đúng không? Nó bỏ dấu hai chấm đi nhưng mình vẫn phải đọc như thế. Chuan, đúng rồi, đọc to lên nào. Chuan, một lần nữa nào. Chuan, chính xác. Âm tiếp theo chúng ta đọc là đánh vần nào. Uin, uin đâu, uin đây đúng không? Uin. Chuin, đúng rồi. Chuin. Chuin, chính xác. Âm này sao nhỉ? Bật hơi, nhớ bật hơi nhá, bật hơi nào. Chi, đúng rồi. Chi, chính xác. Bật hơi nào. Chê. 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 Chính xác. Tiếp tục bật hơi nhá. Chuan. 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 Tiếp tục nào, âm này là gì nhỉ? Chin. 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 Ăn gì đây? Su à? Su hay gì? Si. Si. Chính xác. Gì đây nhỉ? Xue. Xue. Mọi người có biết hãng gì không? Hãng trà sữa gì đây? Mọi người hay đọc mi xue đấy đúng không? Bây giờ mình học rồi mình biết đọc là gì? Mi xue. Đúng không? Xue. Xue. Ok. Rồi. Tiếp theo nhá, âm này chúng mình đọc là gì đây? Xuyên, đúng rồi, xuyên, đọc to lên nào. Xuyên, chính xác. Và âm cuối cùng chúng mình đọc là gì? Xuyên, xuyên, đúng không? Mình đánh vần này, uyên, sờ uyên, xuyên, hẳn hảo. Đó, vậy là chúng mình thấy sao nhở? Tất cả những cái chữ mà có âm y khi kết hợp với chi chi si, nó đều bị mất dấu hai chấm bên trên đi, nhưng mình vẫn phải giữ nguyên cách đọc. Các bạn nhớ nhá, điều này vô cùng quan trọng đấy. Tên tên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phần luyện tập vô cùng quan trọng nhá, đó chính là ghép giữa thanh mẫu và vận mẫu. Nào, bây giờ thì các bạn hãy uống một ngụm nước vào, sau đó thì hãy đọc thật to lên thành tiếng cùng với cô Trang nhá. Sẵn sàng chưa? Vậy thì ở cột bên này chúng ta sẽ có những gì đây? Những thanh mẫu. Và hàng trên cùng này là những gì đây? Những vận mẫu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng ghép nhá. Ở đầu tiên thì chúng ta sẽ có thanh mẫu. Thanh mẫu chi. Ghép với những vận mẫu này lần lượt chúng ta sẽ đọc như thế nào? Hãy lắng nghe và đọc thật to thành tiếng cùng với cô Trang nhá. Ok. Chi. Chia. Nhớ nhá, âm này rất nhiều bạn mới học và đặc biệt là tự học sẽ đọc nhầm thành cha. Đọc cha là sai nha. Ở đây là có âm ia. Ia, nên khi đọc mình phải bảo toàn được dưới âm y giúp cô, được chưa nhỉ? Chia, rồi. Chia, hẳn khó. Tiếp theo này. Chia. Chia. Ok. Iao này, iao nên tuyệt đối không đọc là chao nhá, phải là gì? Chiao. Chiao. Chiao.
Chiêu chiên chiên. À, ở đây một số bạn sẽ đọc âm này thành yên chiên, thì đây là cách đọc mà lão sư không khuyến khích lắm nhé. Để gọi là sai thì nó cũng không thực sự sai, nhưng mà lão sư không khuyến khích các bạn đọc là chiên, sẽ không đọc là chải chiên mà là chải chiên. Tiếp theo chiên chiên. Chiang chiang. Chiêng chiêng. Lưu ý âm này chúng mình sẽ không đọc là chinh nhá, không phải là chinh mà là gì? Chiêng. Ok, âm này sẽ là chiông chiông. Tiếp theo với thanh mẫu chi bật hơi thì khi ghép vào chúng ta phải đặc biệt lưu ý là phải nghe thấy âm bật hơi. Ok, ở hàng thứ hai chúng ta lần lượt có các âm chi chi, cha cha, chia chia, chao chao, chiêu chiêu, chiên chiên, chín chín, chiang chiang, chiêng chiêng, chiong chiong. Tiếp theo với thanh mẫu si chúng mình sẽ ghép âm như sau. Cả lớp vẫn lưu ý là phải sao nhỉ? À, phải đọc thật to thành tiếng giúp cô nhá. Ok. Si si, xia xia, xia xia, xiao xiao, siêu. Âm này là gì đây? Ồ, đừng ai đọc là siêu nhé, có nhớ không nhở? Nó là i o u, mình lược bỏ chữ o đi rồi mình vẫn phải đọc là yêu, và khi ghép vào chúng ta có gì? Siêu. Từ nãy giờ chiêu chiêu siêu, các bạn nhớ nha, sợ các bạn quên nên tôi lại phải nhắc lại đấy. Ok, tiếp theo nào, yên xiên, chính xác, xiên xin xin, xiang xiang, xiêng xiêng, xiong xiong. Tiếp theo từ đây trở xuống là những thanh mẫu cũ rồi, những thanh mẫu nằm trong bài cũ của chúng ta, nên là với mỗi âm ghép lão sư sẽ chỉ đọc một lần thôi. Các bạn lắng nghe thật kỹ và lặp lại với cô nhé. Những âm này nó rất là dễ và chúng ta đã học rồi, đây chỉ là phần ôn lại của chúng mình khi mà đem những thanh mẫu cũ để ghép với những vận mẫu mới ngày hôm nay thôi. Nào chúng mình cùng đọc xem sao nhé. À, đây là âm po đúng không, âm pờ 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 po. Ok, vậy thì chúng mình ghép vào sẽ có pi pia, piao pian, pin ping. Tiếp theo ở âm này, âm bật hơi này, bật hơi nha, nhớ nhá, pờ 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 po pờ. Ok, thì khi ghép vào chúng mình sẽ có gì? Pi pia, piao pian, pin ping. Chính xác, tiếp theo nhá. À, âm m thì khi ghép vào chúng mình sẽ có gì? Mi mia, meo yao đúng không? Meo, không đừng nghe đọc là meo nhá, không phải meo meo đâu gì nhỉ? Meo yao, mình vẫn phải rõ nhá, mình vẫn phải rõ được cái âm yao đấy ra. Tiếp theo nào, mien min miêng. Tiếp theo với âm t t t tưa, chúng mình sẽ có
ti tia teo tiêu tiên tiên. Tiếp theo âm thở, 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 thưa, chúng mình sẽ có thi, thia, theo, thiên, thiên. Dễ chưa? Tiếp theo nhá, âm n, 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 chúng mình sẽ có ni, nia, neo, neo. Không phải đọc là new đâu nhá, đọc là gì? New, nian, nin, niang, niang. Tiếp theo với âm âm l, chúng mình sẽ đọc li, lia, lia, liao, liêu, lian, liên, liang, liêng. Rồi ok, còn dòng cuối cùng này nhìn nó có vẻ đặc biệt quá nhở. À, dòng cuối cùng này chúng mình cứ để đấy. Ở phần sau thì cô sẽ giải thích kỹ hơn cho các bạn là à, cái âm y dài này nó mọc từ đâu ra nhá. Bây giờ thì các bạn hãy pause video này lại, cùng nhau đọc ghép âm lại một lần nữa thật là trôi chảy. Sau đó chúng ta sẽ sang phần tiếp theo nhé. Rồi, nếu như các bạn đã ghi chép cũng như luyện tập xong xuôi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nhé. Trong phần tiếp theo sau đây thì lão sư muốn một lần nữa nhấn mạnh với các bạn về âm ghép với những vận mẫu Ü và những vận mẫu bắt đầu bằng Ü. Thì chúng mình lưu ý giúp cô là vận mẫu Ü và những vận mẫu bắt đầu bằng Ü nó sẽ kết hợp được với các âm N, L, Chi, Chi, Si. Tuy nhiên, khi mà kết hợp với tổ hợp thanh mẫu Chi, Chi, Si này này, như lúc nãy chúng mình nói đấy, thì sao nhở? À, thì dấu hai chấm trên chữ Ü sẽ được bỏ đi, nhớ chưa? Còn khi kết hợp với cả nơ lơ thì sao? À, nó vẫn giữ nguyên dấu hai chấm bình thường, được chưa nhở? Còn chi chi si thì mới bỏ dấu hai chấm đi, nhớ nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với một phần lưu ý mới. Và phần lưu ý này cũng cực kỳ quan trọng. Các bạn tạm thời đừng ghi chép gì cả, đừng làm việc riêng, hãy tập trung toàn bộ tinh thần lên đây để có thể nắm bắt kiến thức cũng như là luyện tập tốt hơn, vững hơn nhá. Ok, ở đây các bạn thấy này, ở trên slide này là cô đang có bộ phận nào trong một âm tiết đây? À, đây là thanh mẫu hay vận mẫu nhở? À, chính xác đây là những vận mẫu đúng không? Và những vận mẫu này có một điểm chung là đều bắt đầu bằng chữ Y. Rồi, vậy thì chúng mình lưu ý cho cô Trang này, những vận mẫu là Y hoặc bắt đầu bằng Y khi mà bản thân nó không cần kết hợp với bất cứ một thanh mẫu nào phía trước cả, tự thân nó đã trở thành một từ vựng, tự thân nó đã trở thành một âm tiết, thì phiên âm của nó sẽ được viết Y ngắn biến thành Y dài. Tức là chúng ta sẽ nhìn thấy những âm như sau. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và giữ nguyên cách đọc thôi. Nào, chúng mình thử nhá. Âm này vừa rồi đấy. Âm này lúc nãy chúng ta đọc là gì đây? Ya. Rồi, và bây giờ tự thân nó trở thành một âm tiết, một từ có nghĩa thì sao nhỉ? Phiên âm của nó sẽ được viết như thế này và vẫn đọc là ya. Chính xác. Đừng bác nào đọc là ra nhá. Nhiều người mới học xong cứ đọc âm này là ra ra ya ra gì đấy là nó không được chính xác nhá. Mình vẫn giữ nguyên âm y giúp cô. Nào, đọc lại nhá. Ya. Ok, mở rộng khẩu hình ra. Ya. Chính xác. Tiếp theo này, ye, chuyển này vẫn đọc là ye, ye. Họ, tiếp theo yao, yao, không hay đọc thành dao, dao gì đâu nhá. Y với ao đúng không? Nối vào cho cô nào. Yao, ok. Yao. Tiếp theo yo, yo. Yen, yen. Đấy, ví dụ như cô họ Nghiêm chẳng hạn đúng không? Ở đây là yen, thanh hai đọc là yen, yen lão sư, đúng rồi, các bạn có thể gọi cô Trang là gì? Yen lão sư, cô Nghiêm đúng không? Tiếp theo nhá, ở đây chúng ta có vận mẫu gì đây? In, rồi, thì sang đây chúng ta vẫn đọc là in, chính xác. Âm này sang đây vẫn đọc là yên, rồi, âm này là gì đây? Yang, không đọc là giang nhá, y với an mà, đọc lại cho cô nhá. Yang, yang, ok. Gì đây? Yung, yung, chính xác. Rồi,
Thế là mình nhắc lại với nhau một xíu nhá. Đó là những vận mẫu là y hoặc bắt đầu bằng y. Khi bản thân nó tự biến thành một âm tiết mà không cần kết hợp với thanh mẫu nào cả, thì y ngắn sẽ được biến thành y dài và giữ nguyên cách đọc. Ở phần này thì các bạn lưu ý là các bạn không cần phải phân tích, phải giải thích là tại sao nó lại như thế cả, vì kiểu nó như thế. Thế thôi, đoạn này mình không cần phải tốn neuron thần kinh để suy nghĩ là phân tích là tại sao nó như thế nhá. Nó chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là giúp các bạn biết đọc, thế thôi. Và lần sau các bạn lưu ý là cứ nhìn thấy y dài thì tôi đọc như y ngắn, thế là được, chứ nhở. Tiếp theo là những vận mẫu bắt đầu bằng y. Thì các bạn lưu ý giúp cô Trang là những vận mẫu là y hoặc bắt đầu bằng y, khi bản thân nó không cần kết hợp với bất kỳ thanh mẫu nào mà tự biến thành một âm tiết có nghĩa, thì sao? Thì phiên âm của nó sẽ được chuyển biến là gì? Cứ chỗ nào có u hai chấm y đấy thì sẽ được viết thành y dài u và giữ nguyên cách đọc. Nói cách khác là từ sau mình cứ thấy cái chữ này y dài y u ấy thì mình đừng có đọc là u mà mình phải đọc là gì, là y, nhớ chưa nhở? Đấy thì tương tự như vậy, các bạn nhìn này, u hai chấm e âm này là ye, thì sang đây mình cũng phải đọc như thế, đọc là ye, đúng không? Cái y dài u này chính là u hai chấm đấy, đọc lại nào, ye, đừng hay đọc là dê nhá, không phải là dê đâu mà là ye, y vẫn là âm y ye, chính xác, ye. Rồi ok, thế âm này là âm uyên, đúng không? Uy và an này, uyên. Thì khi chuyển sang đây, đây các bạn nhìn thấy, các bạn không viết theo này nhá, viết này là sai rồi. Tôi sẽ phê bình cái bộ phận kỹ thuật đã làm cái slide sai cho tôi, được chưa nhở? Âm này là uan thì các bạn sẽ thấy nó được chuyển thành gì? Y dài u này, đây chính là uy đây, đúng không? Nó sẽ là âm này và giữ nguyên cái đọc là uyên, chính xác. Yên, cách viết này sai nhá, các bạn lưu ý giúp cô, đây là slide bị sai thôi ạ, cô sẽ sửa cho các bạn trên này luôn. Yên, ok, yên. Rồi, thế âm này là yên, yên thì sang đây, viết như này vẫn đọc là yên, yên, chính xác. Đấy các bạn nhớ nhá, và bản thân chúng ta không phải là người phải tự chuyển, tức là không phải về sau chúng mình sẽ nhìn thấy chữ này như thế này là y dài u rồi, cái tôi phải chuyển thành như thế này, không phải như vậy nhá. Như cô vừa nhắc là bản thân của cái phần này này, nội dung và cái mục đích của phần này chỉ là để giúp chúng mình thấy là từ lần sau tôi thấy những cái chữ này thì tôi đọc như này, không có gì thay đổi cả. Còn ở trong sách vở, trong tài liệu người ta đã chuyển sẵn cho mình rồi, chứ không phải mình nhìn xong mình lại phải tự chuyển như kiểu chia động từ các thứ đâu mọi người nhá. Vậy nên mọi người yên tâm và chỉ cần nắm được cách đọc cho cô là được rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với biến điệu của pu. Biến điệu là gì các cậu ơi? Biến điệu là sự biến đổi của thanh điệu, được chưa nhở? Vậy thì bây giờ chúng mình cùng xem pu. Pu này là mang thanh gì đây các cậu ơi? Pu này là thanh 4, đúng rồi, đọc dứt khoát lên cho cô nhé. Không phải là pu mà là gì? Pu. Pu, đúng rồi. Pu này mang thanh 4. Nhưng khi mà đằng sau pu cũng là một thanh 4, được chưa nhở? Đằng sau pu cũng là một thanh 4 thì pu phải được đọc thành pu nhá. Vào ví dụ luôn để cho chúng mình hiểu nào. Ở đây các bạn đọc giúp cô nhá. Gì đây? Đây thanh mấy? Thanh 4 đúng không? Chữ pu này thanh 4. Chữ khưa này là thanh mấy? Là thanh 1. Thì mình vẫn đọc là pu khưa. Pu khưa, ok. Tiếp theo này, pu nán đúng không? Nán này là thanh 2. Pu nán. Rồi, nghe tiếp này, pu khảo. Khảo này là thanh 3 đúng không? Pu khảo. Rồi, vậy nên đằng sau pu mà là thanh 1, 2, 3 thì pu vẫn là pu bình thường. Nhưng nếu đằng sau pu mà là thanh 4 thì mình sẽ không đọc là pu chi mà mình đọc là gì? Pu chi, được chưa nhở? Nhớ nhá, pu mang thanh 4 nhưng khi đằng sau pu cũng là một thanh 4 thì mình phải đọc thành pu, được chưa? Đây không phải là biến điệu của thanh 4 nhá, mà là chỉ biến điệu của pu thôi. Tiếp theo nào, pu cao, pu lái, pu xiao. Nhưng mà ở đây thì lại là gì? Bởi vì từ xia này mang thanh 4 nên ở đây chúng mình phải đọc là pu xia. Dễ hiểu không nhở? Thì bây giờ chúng mình cùng ghi phần lưu ý này vào vở nhé. Ten ten, vừa xong thì chúng mình đã cùng nhau hoàn thành toàn bộ phần phát âm của bài 3 rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ sang phần từ vựng nhé. Phần từ vựng này có thể là phần các bạn mong chờ và cảm thấy lý thú hơn nhiều. Nào, chúng ta cùng xem là từ vựng đầu tiên của bài số 3 ngày hôm nay là từ gì nhé. Cùng đọc với cô Trang nào. Xuế,
Xuế. À, các bạn thấy không? Rõ ràng là nó không có dấu hai chấm bên trên, nhưng tôi vẫn phải đọc là yê, đúng không? Xuế. Từ xuế này Hán Việt là học, và nghĩa cũng có nghĩa là học luôn. Như cách mà các bạn đang ngồi với cô Trang ở đây để làm gì đấy? Để xuế tiếng Trung, đúng không nhỉ? Chúng mình đang xuế tiếng Trung. Ok, vậy thì cô Trang sẽ cho các bạn một cái ví dụ, các bạn đọc cùng với cô luôn nhá. 我学汉语 Ủa, ở đây là tôi, là tớ, là mình, đúng không? Là tao luôn cũng được. Xuế là gì? Vừa mới nói xong này. Xuế là học. Tôi học cái gì? Tôi học tiếng Hán. Tôi học Hán ngữ. 我学汉语 Tôi học Hán ngữ. Nào một lần nữa đọc thật là to lên cho cô Trang xem nào. 我学汉语 Chính xác. Từ vựng số 2 chúng ta có là gì? Yên ủy. Yên ủy. À, chúng mình có thấy cái y dài này không, quen chưa? Vừa nãy vừa nói xong. À, y dài bên này là sao đây? Nó bắt đầu bằng y ngắn đúng không? Thực ra nó chính là âm này. Nó chính là âm này. Đúng không nhỉ? À, y dài u thực ra là u hai chấm biến thành. Thế nên là mình đọc không khác gì u hai chấm cả. Đọc lại cho cô Trang nhá. À, yên ủy. Rồi, Hán Việt là Anh ngữ và nghĩa của nó là tiếng Anh. Vừa nãy mình có khả nhữ là tiếng Hán, thì bây giờ mình có yên ngữ là tiếng Anh. Và ví dụ của chúng ta như sau. Tha xuế yên ngữ. Thành một nhá các bạn. Tha xuế yên ngữ. Tha là gì? Tha ở đây nếu mà nhìn phiên âm thôi thì có thể là anh ấy, là cô ấy, là nó, đúng không? Nhưng nhìn lên chữ Hán này, nhìn lên chữ Hán các bạn thấy bộ nhân đứng là mình biết ngay đây là tha nam rồi, là anh ấy, đúng không nhỉ? Tha xuế yên ngữ. Anh ấy học tiếng Anh, chính xác. Từ vựng tiếp theo chúng ta có là A la bố ủy. A la bố ủy. Rồi, A la bố ủy là tiếng Ả Rập. Thực ra cô Trang cũng hơi thắc mắc là tại sao lại cho tiếng Ả Rập vào đây, bởi vì thực ra ngôn ngữ này mình thấy không thường gặp lắm. Là ngày xưa cách đây rất là nhiều năm rồi, khi mình học giáo trình Hán ngữ 6 quyển, mình cũng thắc mắc là ủa tại sao lại có A la bố ủy ta, sao không là những ngôn ngữ khác. Thì tuy nhiên là bởi vì trong giáo trình đã có rồi, nên là nhiệm vụ của chúng mình là cứ học thôi. Đọc với cô Trang nhá. A la bố ủy là tiếng gì? Tiếng Ả Rập. Rồi, vậy thì ví dụ của chúng ta sẽ có là gì đây? Tha xuế A la bố ủy. Tha xuế A la bố ủy. Rồi, tha này là cô ấy, là anh ấy hoặc là nó. Nếu mà chỉ nhìn phiên âm đọc là tha thôi, đúng không? Nhưng mà chúng mình đưa mắt nhìn lên chữ Hán giúp cô Trang nào. À, đây. Đưa mắt nhìn lên giúp cô Trang nhé. À, đằng phía trước nó là bộ nữ, và nó chứng tỏ đây là gì? Là tha nữ. Vậy nên mình sẽ dịch là cô ấy học tiếng Ả Rập. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nhá. Tứa ủy. Tứa ủy. À, tứa ủy, Đức ngữ, và nghĩa là tiếng Đức. Tiếng Đức, tứa ủy, được chưa? Và chúng mình có ví dụ là gì? Bà bà xuế tứa ủy. Bà bà là gì? Bà bà là gì? À, bà bà là bố. Thế bố, bố gì đây? Bố học, đúng không? Xuế là học. Bà bà xuế tứa ủy, bố học tiếng Đức. Tiếp theo, xem còn ngôn ngữ gì không nhá. À, chúng mình đọc nào. À, âm ưa này, ưa với thanh hai. Ứa, ứa ủy. Nào đọc với cô Trang nhá. Ứa ủy, đọc to lên các cậu ơi. À, ứa ủy là tiếng Nga. Ứa ủy là tiếng Nga. Và chúng mình có ví dụ là mama xuế ứa ủy là gì nhỉ? À, mẹ học tiếng Nga. Tiếp theo chúng ta có từ phá ủy. Xin lỗi các bạn nhá, ở đây là thanh ba. Thanh ba, chúng mình đọc giúp cô nào. Phá ủy. À, phả đấy, phả của chính là nước Pháp đúng không? Vậy phá ủy là tiếng Pháp. À, ai học tiếng Pháp đây nhở? Cơ cơ xuế phá ủy. Cơ cơ là gì? À, ca ca đấy đúng không? Anh trai rồi. Cơ cơ xuế phá ủy. Anh trai thì học tiếng Pháp. Ok, tiếp theo chúng ta có từ Hàn Quốc ủy. Hàn Quốc ủy. Ờ, Hàn Quốc là Hàn Quốc. Vậy Hàn Quốc ủy là Hàn Quốc ngữ, tức là tiếng Hàn Quốc đấy. Nhưng trên thực tế trong quá trình sử dụng các bạn có thể nói ngắn gọn là Hàn ủy. Hàn ủy, đúng không? Vậy thì ai học tiếng Hàn đấy các cậu ơi? À, jie jie xue Hàn Quốc ủy. Jie jie xue Hàn Quốc ủy. Chị gái học tiếng Hàn, đúng không? Chị thì học tiếng Hàn.
Chắc là kiểu chị có nhiều idol K-pop quá hay là chị phải đi học tiếng Hàn đúng không nhỉ? Tiếp theo nhá, chúng mình có từ rư yu. Rư yu, à rư ở đây Hán Việt là Nhật, Nhật ngữ có nghĩa là tiếng Nhật. Bản thân từ rư này cũng chính là bộ Nhật luôn, nó ý chỉ mặt trời đúng không? Và chúng ta đều biết rằng Nhật Bản là đất nước mặt trời mọc nên rư yu chính là tiếng Nhật. Ok, ai học tiếng Nhật thế? Tì tì xuế rư yu. Tì tì sư sầm mơ? À, đệ đệ, nghĩa là em trai đúng không? Tì tì xuế rư yu. Em trai học tiếng Nhật. Đấy, chúng mình mới học thì chúng mình chỉ nên bắt đầu với những câu đơn giản như thế thôi. Những cái câu đơn ngắn, nói chung là nó đơn giản, dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ. Và nó sẽ tạo một cái nền tảng để chúng mình có thể ghép được thành những câu phức về sau. Thế nhá, các bạn đừng vội vàng vì đâu sẽ có đó. Các bạn cứ thong thả đi từng bài là chắc chắn mình sẽ giỏi tiếng Trung thôi. Tiếp theo nào, ở đây thì chúng ta sẽ có gì? Xi Ban Nha Yu. Nghe quen quen không mọi người? Xi Ban Nha là Tây Ban Nha nhá. Xi Ban Nha Yu, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Tây Ban Nha thực ra cũng là một ngôn ngữ khá là phổ biến, khá là hay dùng ấy, và cũng hay nữa đúng không mọi người? Nghe nó hay ấy. Nào đọc lại với cô nào. Xi Ban Nha Yu. Không biết là ai học tiếng Tây Ban Nha đây, cùng đọc với cô nào. Ví dụ chúng ta sẽ có mẹ mẹ. Mẹ mẹ là gì? À, em gái đúng không? Mẹ mẹ xuế Xi Ban Nha Yu. Mẹ mẹ xuế Xi Ban Nha Yu. Rồi, tức là em gái thì học tiếng Tây Ban Nha. Chính xác. Tiếp theo chúng ta có từ gì đây mọi người ơi? Đọc to lên cùng với cô Trang nào. À, U với Y đọc là gì đấy? Uy, tuệ, tuệ. À, tuệ này có nghĩa là đúng, là phải nhá. Thì mình ở đây có từ tuệ là đúng này, là phải. À, phải rồi mọi người, phải trái đấy. À, hoặc là bú tuệ. Bú tuệ là không đúng, là không đúng, cũng nghĩa là sai mọi người. Bú tuệ, không đúng. Tiếp theo chúng mình có từ miếng thiên. Yên, yên, đừng đọc là yên nhá. Yên, thiên. Miếng thiên có nghĩa là ngày mai. Vậy từ ngày mai này dùng như thế nào thì chúng mình cùng nhìn ví dụ giúp cô nhá. Miếng thiên 我学汉语. Ồ, mùa xuế khả nhủ này lúc nãy mình vừa học là gì đấy? Tôi học tiếng Hán đúng không? Vậy, miếng thiên mùa xuế khả nhủ. Ngày mai tôi học tiếng Hán. Có thể hôm nay các bạn học bài 3, xong ngày mai các bạn học bài 4 đúng không? Miếng thiên mùa xuế khả nhủ. Ngày mai tôi học tiếng Hán. Tiếp theo nào, ở đây có từ gì đây? Từ gì đây mọi người ơi? Thanh 4 cho cô nhá. Chiên. Chiên, chính xác thành 4 nào. Chiên, ok. Chiên Hán Việt là kiến, diện kiến đấy mọi người. Chứng kiến, diện kiến. Vậy bản thân từ kiến có nghĩa là nhìn, là gặp, là thấy. Nằm ở từ chiên ở đây chúng mình sẽ dịch là gặp. Chiên, gặp. Vậy thì mình có thể dùng câu này, dùng cái từ này như thế nào? Các bạn nhìn ví dụ nhá. 我见老师. 我见老师. Lão sư là gì đấy? À, tôi gặp giáo viên, tôi gặp cô giáo, tôi gặp thầy giáo thì đều có thể nói là 我见老师. Ngoài ra có một cách dùng nữa đó chính là gì nhỉ? À, bản thân từ chiên này là gặp nên là các bạn hoàn toàn có thể đem cái từ chỉ thời gian đặt đằng trước nó, ý rằng là gì? Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào cái khoảng thời gian đấy. Ví dụ ở đây từ miếng thiên mình vừa học là gì? Ngày mai. Vậy khi chúng mình ghép từ miếng thiên với cả chiên thì sẽ có câu là ngày mai gặp, đúng không nhỉ? Đây là một cách khác để hẹn gặp lại ai đó. Miếng thiên chiên, ngày mai gặp. Tiếp theo, ở đây chúng ta có từ chi. Các bạn nhìn cái hành động này giúp cô, nhìn cái hành động này giúp cô Trang chưa? Chi là gì đấy? Chi là đi, được chưa nhỉ? Và chúng mình có mẫu câu như sau. 我去学汉语. Bản thân cái từ xuế khan yu này thì cái cụ xuế khan yu này thì quá là quen thuộc, từ nãy giờ lặp đi lặp lại mấy lần rồi đúng không? Xuế khan yu là học Hán ngữ, học tiếng Trung, học tiếng Hán. Vậy thì 我去学汉语. Tôi đi học tiếng Hán, nhớ chưa nhỉ? Tiếp theo chúng mình có một từ nữa, đọc giúp cô Trang nào. Yếu chú. Yếu, yếu, yếu. Không đọc là chú nhá. Bởi vì sao? Bởi vì đằng sau thanh mẫu chi này thì thực ra nó là u hai chấm đúng không? Mình phải đọc là y. Yếu chú. Rồi đọc lại cho cô nào.
Dấu chú, chính xác. Dấu chú Hán Việt là bưu cục và mình cũng có thể dịch là bưu điện nữa. Vậy thì dựa vào cái động từ chỉ có nghĩa là đi ban nãy, bây giờ lại thêm một cái địa điểm là bưu cục, thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt câu là gì? Tha chỉ dấu chú. Tha chỉ dấu chú. Tha gì đây? Anh ấy đi bưu cục, đúng không? Đi bưu cục để làm gì mọi người ơi? Đi bưu cục thì... chúng mình cùng đọc từ này giúp cô nhé. Chỉ. Ok, thanh 4 nha. Chú ý thanh 4 chém cái tay xuống cho tôi nào. Chỉ, đúng rồi. Chỉ ở đây có nghĩa là gửi. Gửi gì? Gửi thư, gửi hàng hóa, gửi bưu kiện, gửi tài liệu vân vân thì đều có thể gọi là chỉ, đúng không? Anh ta đến bưu điện để chỉ. Rồi, chỉ cái gì? Anh ta đến dấu chú để chỉ thì chỉ cái gì? Cùng nhìn từ mới tiếp theo giúp cô nhé. Xin. Xin. Hán Việt là tín có nghĩa là thư. Xin này là thư. Thế bây giờ gửi thư. Lúc nãy học từ gửi rồi, bây giờ học từ thư thì gửi thư là gì luôn? Quá là dễ. Chỉ xin. Chỉ xin gửi thư. Vậy thì bây giờ chúng mình thử ghép lại cả một câu dài cô Trang xem nhá. Tôi hoặc là anh ấy hoặc là ai cũng được đi bưu điện gửi thư thì là như nào? 我去邮局寄信. Ok. 我 là gì? Là tôi. 我去 là đi, đúng không? Đi đâu đấy? Dấu chú, tôi đi bưu điện. Đi bưu điện làm gì? Chỉ, động từ, chỉ. Chỉ cái gì đấy? Chỉ xin, gửi thư. 我去邮局寄信. Tôi đi bưu điện, gửi thư. Dễ không? Về ngữ pháp nó rất là dễ. Và các bạn sẽ ngay lập tức thấy là nó cực kỳ tương đồng với tiếng Việt, đúng không nào? Tiếp theo, chúng mình sẽ có từ vựng là gì đây nhở? Yến hóng. Rồi, đọc to và vang lên cho cô nào. Vang lên, cố gắng lên, sắp hết bài rồi. Yến kháng. Rồi, yến kháng ở đây là ngân hàng. Là ngân hàng. Chúng mình lại có thêm một địa điểm nữa, đúng không? Yến kháng là ngân hàng. Vậy thì muốn nói đi ngân hàng, mình nói như nào nhỉ? Chỉ yến kháng, đúng không? Mình vừa học từ chi xong. Chỉ yến kháng. Được chưa nhỉ? Vậy thì mẫu câu ở đây chúng ta có là gì đây? Bà bà chỉ yến hàng. Ai đi ngân hàng đấy? Bố đi ngân hàng, đúng không? Đọc lại thật to cùng với cô nhé. Bà bà chỉ yến hàng. Rồi, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì không biết là bố đi ngân hàng để làm gì đấy. Đọc cho cô từ này nhá. Chỉ. Chỉ. Chỉ là gì đấy? Chỉ là hành động rút. Rút. Rút cái gì không biết ta? Bố đi ngân hàng để rút cái gì đấy? Mình chả biết nữa, thì mình phải học tiếp thôi. Rút cái gì đây? Đọc cho cô thật to nào. Chén. Chính xác. Chén. Thế rút thì vừa biết rồi là chỉ. Bây giờ biết chén là tiền. Thì rút tiền là gì? Đố mọi người biết. Chỉ chén, đúng không? Chỉ chén. Bây giờ đọc cả câu cho cô nào. Bà bà chỉ yến hàng chỉ chén. Rồi, tăng tốc lên một nhịp cho cô nhé. Bà bà chỉ yến hàng chỉ chén. Rồi, thử nhanh hơn một lần nữa cho cô nhé. Bà bà chỉ yến hàng chỉ chén. Đó, thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình luyện tập thì mình sẽ luyện tập từng cấp độ, từ chậm rồi vừa rồi nhanh dần lên. Đấy, chứ không thể nào một ngày một phát một chốc mà nhanh được đâu. Thế nên các bạn phải cực kỳ nhẫn nại nhé. Đọc lại cho cô nào. Bà bà chỉ yến hàng chỉ chén. Bố đi ngân hàng rút tiền. Trời ơi, về ngữ pháp có phải là quá tương đồng với tiếng Việt không? So easy luôn đúng không? Quá dễ luôn mọi người ơi. Tiếp theo, từ này chúng mình đọc giúp cô nhé, là lưu hay là cái gì ta? Mọi người có nhớ vận mẫu này y với u đọc là gì không? Yo, đúng không? Liệu. Liệu. Liệu ở đây có nghĩa là lục, là số 6 ấy mọi người. Tiếp theo này, chi. Chi. Chi là thất, là số 7 nhá. Toàn bộ cái phần từ mới này lúc đầu mình không nhắc, nhưng mà mình quên mất mình không nhắc, nhưng mà thực ra là về sau mỗi video thì đều sẽ có hướng dẫn viết chi tiết. Vậy nên là khi mà học từ vựng thì tốt nhất là các bạn nên nghe đã. Nên nghe đã, chưa cần viết gì cả đâu. Một lát nữa thì ở cuối video thì đã có hướng dẫn viết để cho chúng mình xem rồi. Thế nhá, bây giờ tập trung nghe cô Trang nói này. Chi ở đây Hán Việt là thất, có nghĩa là số 7. Tiếp theo mình có số mấy đây? Chiểu. Chiểu có nghĩa là số 9 nhá. Tiếp theo chà chà. Nhìn cái phiên âm là đã thấy quen thuộc rồi. Đọc cho cô nhá.
Bèn chiên. Không được bật hơi đoạn này đâu nhá, không được phẩy đâu. Đọc lại nào. Bèn chiên. Bèn chiên là gì? Là Bắc Kinh. Ôi, thành phố đã lưu giữ cả thanh xuân của tôi. Bèn chiên. Rồi là Bắc Kinh, được chưa nhỉ? Thế bây giờ đọc giúp cô cụ này và đoán xem nghĩa của nó là gì nhá. Chỉ Bèn chiên. Chỉ Bèn chiên là gì? Chính xác, đi Bắc Kinh, đúng không nhở? Hy vọng là chúng ta sẽ nhanh nhanh chóng chóng học thành thạo tiếng Trung để có thể đi du lịch ở Trung Quốc và đến thử thủ đô Bắc Kinh một lần để xem là nó có gì khác biệt so với Việt Nam cũng như là thủ đô Hà Nội không nhá. Ok, tiếp theo. 我去北京. Nếu ở bên trên chỉ là một cụ đi Bắc Kinh thì ở dưới chúng ta đã biến nó thành một câu hoàn chỉnh hơn bằng cách thêm chủ ngữ vào đằng trước, đó là 我去北京. Tôi đi Bắc Kinh, đúng không nhở? À, tiếp theo nào. Vậy tôi đi Bắc Kinh làm gì đấy? À, chúng mình ghép tiếp vào nhá. 我去北京学汉语. U là trời, cái cụ 学汉语 này có phải rất là quen thuộc rồi không? 学汉语 là học tiếng Hán. Vậy thì 我去北京学汉语 là gì? Tôi đi Bắc Kinh học tiếng Hán, đúng không nhở? Vừa rồi thì chúng ta đã cùng hoàn thành toàn bộ phần từ vựng của bài số 3. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một phần mới cũng lý thú không kém, đó chính là ngữ pháp. Ở ngữ pháp của bài này thì khá là đơn giản thôi. Và trong chính cái phần từ vựng ban nãy thì cô Trang cũng đã bằng một cách là lồng ghép vào để điểm qua cho các bạn một số những cái ngữ pháp mà chúng ta sẽ làm quen trong bài này rồi. Nên ở phần này các bạn nghe, các bạn sẽ cảm thấy nhanh hiểu hơn, dễ hiểu hơn và ngấm hơn rất nhiều. Có điều là phải hạ bút xuống và tập trung nhìn lên màn hình nhá. Hãy lắng nghe cô Trang chia sẻ trước khi các bạn ghi chép, được chưa? Ok, ở đây các bạn nhìn thấy một cái cấu trúc này. Cô Trang đã hình ảnh hóa các cấu trúc ngữ pháp như thế này để cho chúng mình dễ hình dung. Thay vì là quá nhiều chữ nghĩa, quá nhiều là từ ngữ viết lách ra thì nó nhìn nó rất là rối mắt, thì cô Trang đã làm nó thành hình ảnh thì hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn nhá. Ok, bây giờ cấu trúc này là gì? Người này, tức là chủ ngữ đúng không ạ? Người cộng với một cái gì? Cộng với một cái địa điểm. Sau đấy là một cái hành động nào đó. À, cái phần này thì là cô Trang mở rộng ra thêm cho các bạn thôi nhá. Ở trong video này thì cô Trang muốn nhân cái bài này thì mở rộng thêm cho các bạn thôi. Nên là phần này các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng ngay lập tức vào giao tiếp hàng ngày của mình luôn. Nên là học cho kỹ nhá. Rồi, cấu trúc của mình có nhắc lại này, là có người cộng với địa điểm cộng với hành động. Ừ, được chưa nhở? Ví dụ như là ở tiếng Việt mình sẽ nói là tôi đi mua sách ở nhà sách chẳng hạn. Thì trong tiếng Trung mình sẽ nói địa điểm trước là tôi đi nhà sách mua sách, đúng không? Đấy, ví dụ là như thế. Hay là trong tiếng Việt là sẽ là tôi học tiếng Trung ở trung tâm Alpha kiểu thế. Thì cứ cố gắng nhớ cho cô là trong tiếng Trung địa điểm sẽ đứng trước, hành động sẽ đứng sau. Rồi, cụ thể hơn chúng mình vào cái ví dụ này giúp cô này. Chủ ngữ cộng với cái ngân hàng cộng với cái đống tiền này, đúng không? Cô cho hình ảnh là để làm sao để các bạn gợi nhắc lại những kiến thức các bạn đã được học trong phần ban nãy là phần từ vựng. Rồi, thế tôi ở đây các bạn sẽ thay thế bằng từ gì? 我, đúng không? Đi là gì? 我去. Chi đâu đấy? Chi cái gì đây? Cái gì đấy nhỉ? Lật lại bài với ghi chép của mình ban nãy xem nào. À, 我去银行. Chính xác. Đi银行 làm cái gì đây? Đúng không? Một là gửi tiền, hai là rút tiền. Nhưng thôi mình đi rút tiền đi nhá. Mình rút mình về mình tiêu. 我去银行取钱. Được chưa nhở? Nhớ cho cô ấy cấu trúc là 我去银行取钱. Chủ ngữ cộng với địa điểm rồi mới cộng với hành động nhá. Tiếp theo, ông này cho là tôi cũng được, của cũng được, mà tha cũng được, mà papa mama cơ chỉa muốn là ai cũng được, lão sư cũng được nhá. Thay chủ ngữ vào đây, tất cả những cái đại từ nhân xưng danh từ chỉ người các bạn đã thay thế vào đây. Rồi, cô thích của nên cô sẽ nói luôn là của nhá. Của đi đâu đây? Từ này từ mới chưa có phim này, cô mở rộng ra thêm này. Chào sư. Chào sư là cái gì đây mọi người? À, là cái siêu thị. Đi siêu thị thì để làm gì? Tất lẽ dĩ ngẫu là để mua đồ rồi, đúng không? Thế mua đồ chúng mình có từ gì đây? Mải tung xỉ. Không được nói là mải tung xi đâu nhá. Mải, nói thanh nhẹ cho cô. Mải tung xỉ. Tung xỉ. Ok. 我去超市买东西. 我去超市买东西. Tôi đi gì đấy? Đi siêu thị mua đồ, đúng không?
Trời ơi, quá là dễ đúng không nhở? Vậy thì dựa vào cái cấu trúc này, các bạn hãy tra cứu, tìm kiếm những từ vựng tương đồng khác để thay thế vào từng thành phần câu và để tạo thành những mẫu câu mới mà chúng mình muốn biết, mà chúng mình cần dùng. Được chưa nhở? Nhanh tay ghi chép vào thôi các cậu ơi. Rồi, nếu như các bạn đã ghi chép cũng như là nắm được cái cấu trúc ngữ pháp thứ nhất rồi thì bây giờ cô Trang sẽ chia sẻ với các bạn một cấu trúc ngữ pháp thứ hai nhé. Và cấu trúc ngữ pháp thứ hai này thì hoàn toàn dựa theo cấu trúc ngữ pháp thứ nhất. À, vẫn là gì? Vẫn là chỉ đi này, cộng với một cái địa điểm nào đó, cộng thêm với một đại từ, một trợ từ nghi vấn mà, được chưa? À, rồi, và chỗ này mình vẫn có thể đặt chủ ngữ như bình thường nhá các cậu ơi, vẫn đặt chủ ngữ như bình thường, ok? À, của hay nỉ hay tha gì cũng được, vẫn cho vào đây là chị rồi cộng với địa điểm rồi cộng với thêm chữ ma nữa là dùng để hỏi đấy. À, cụ thể mình sẽ có ví dụ này. Chị yến kháng ma, đúng không? Chị là gì? Là đi. Yến kháng là ngân hàng. Ma, đi ngân hàng à? Đi ngân hàng không, đúng không? Tùy vào ngữ cảnh chúng mình có thể hỏi là đi ngân hàng à hoặc đi ngân hàng không. Chị yến kháng ma. Trợ từ nghi vấn mà khi thêm vào đằng sau một câu trần thuật sẽ biến câu trần thuật trở thành một câu nghi vấn. Vậy nên có cái câu là chị yến kháng là đi ngân hàng. Vậy bây giờ chị yến kháng mà là đi ngân hàng à hoặc là rủ dê đi ngân hàng không, đúng không? Rồi câu tiếp theo chúng mình có đi đâu đấy, chị gì đấy, chị dấu chú là đi đâu đấy, chị dấu chú đi bưu điện, chị dấu chú mà chị dấu chú mà đi bưu điện không? Đi bưu điện à? Ok, phần này rất là dễ nhá. Chính là cái cấu trúc ban nãy cộng thêm mỗi cái từ mà đằng sau và dấu chấm hỏi để biểu thị đây là một câu hỏi. Rất là dễ đúng không nhở? Vậy thì chúng mình ngay lập tức hãy ghi chép vào vở của mình nào. Rồi, sau khi mà đã ghi chép cái cấu trúc vừa xong vào vở thì chúng mình lại quay trở về với ba ví dụ ban đầu, ba ví dụ vừa nãy ở trong cấu trúc thứ nhất mà cô Trang đã chia sẻ đấy. Đó là gì đây? Chủ ngữ cộng với địa điểm cộng với hành động cộng với một chữ mà, được chưa? Vậy thì vừa nãy chúng mình có câu là 我去银行取钱, hoặc là 爸爸去银行取钱, bố đi ngân hàng rút tiền. Vậy thì bây giờ mình có thêm chữ mà đằng sau là 爸爸去银行取钱吗, bố đi ngân hàng rút tiền à hoặc là bố đi ngân hàng rút tiền không, đúng không? Từ ma này tùy thuộc vào ngữ cảnh để mà mình có thể linh hoạt dịch nó ra nhá. Tiếp theo nào, lại chủ ngữ này, ma mà đi, bố đi ngân hàng rồi thì bây giờ rút tiền về cho mẹ đi đâu? Mẹ đi siêu thị mua đồ, đúng không? Nào, ma mà chủ yến à bố, ma mà chủ chào sư mải đông xỉ. Rồi, vậy thì thêm ma vào đằng sau là ma mà chủ chào sư mải đông xỉ mà, mẹ đi siêu thị mua đồ à, đúng không nhở? Mẫu câu này rất là dễ nhá, các bạn chỉ cần nhớ là thêm cho cô cái trợ từ mà vào đằng sau, thế là biến nó trở thành một câu nghi vấn rồi. Rất dễ đúng không nào? Hãy ghi chép thêm ví dụ này vào vở của mình nhé. Rồi, vậy là từ đầu đến giờ chúng ta đã cùng làm việc với nhau về phần phát âm này, phần từ vựng này, phần ngữ pháp này. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ ứng dụng nó vào phần hội thoại nhé. Chúng mình xem nào, ở trong đoạn hội thoại này thì có hai nhân vật, đó là bạn nữ và bạn nam, đúng không? Có phải bạn nữ và bạn nam không nhỉ? Ồ đúng rồi đấy. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng xem bạn nữ hỏi cái gì trước tiên nhé. Chúng mình cần đọc thật là to cùng với cô Trang nào. To lên, đọc thành tiếng nhé. Nǐ xuế yīng yǔ ma? Nǐ là gì đấy? Bạn đúng không? Xuế là học. Nǐ xuế yīng yǔ, từ mới đây rồi. Nǐ xuế yīng yǔ là bạn học tiếng Anh. Ma là à, câu hỏi á mọi người đúng không? Nǐ xuế yīng yǔ ma, bạn học tiếng Anh à. Xong cái bạn nam này mới nói là bù, không. Xuế hàn yǔ, học tiếng Hán. Ui bạn này trả lời có lẽ có vẻ cộc lốc quá nhở. Chúng mình xem lại câu hỏi và câu trả lời nhá. Nǐ xuế yīng yǔ ma? Bù, xuế hàn yǔ, bạn học tiếng Anh à? Không, học tiếng Hán. Sau đó bạn gái tiếp tục hỏi này. Chị Bắc Kinh ma? Chị là gì đấy? Là đi đúng không? Đi đâu nhỉ? Đi Bắc Kinh. Ma là gì? Để hỏi đấy. Đi Bắc Kinh à? Kiểu như bạn học tiếng Hán để đi Bắc Kinh à? Đúng không? Bạn gái hỏi chị Bắc Kinh ma? Thì bạn trai trả lời rất là lạnh lùng luôn. Tuệ. Đúng.
Hết. Rồi, thế thì chúng mình cùng đọc hội thoại này lại một lần nữa với cô Trang nhá. Và cô Trang khuyến khích các bạn là sau mỗi bài học là mình nên học thuộc hội thoại. Thực sự là cái việc học thuộc đoạn văn, học thuộc hội thoại nó cực kỳ hữu ích khi mà các bạn áp dụng nó vào trong giao tiếp ấy. Bởi vì trong hội thoại, trong đoạn văn là nó vừa có từ vựng, lại có cả cấu trúc câu, có cả ngữ pháp luôn. Tức là khi mà mình học như vậy á, thì gặp cái tình huống giao tiếp mình có thể phản xạ một cách nhanh chóng hơn, bằng cách là lôi những cái điều mình học thuộc lòng ở trong hội thoại hoặc là trong đoạn văn mình nói luôn nhá. Rồi bây giờ chúng mình đọc lại cái đoạn hội thoại này với cô một lần nữa nào, thật là to lên nhá. Nǐ xuě yīng yǔ ma? Bù xuě hàn yǔ. Qù běi jīng ma? Duì. Tiếp theo ở đoạn hội thoại thứ hai này thì chúng mình cùng xem hai bạn nữ và bạn nam này lại nói chuyện gì với nhau nhé. Ở câu đầu tiên các bạn nhìn giúp cô nhé. Nǐ qù, à bạn đi, đi đâu này? Dấu chí. Dấu chí là gì? Bưu điện. À, bạn đi bưu điện. Đi bưu điện thì để làm gì đấy? Nghe này. Chì xin, gửi thư. Ma. À, ok. Nǐ qù yǒu jú jì xīn ma? Cậu đi bưu điện gửi thư à? Nǐ qù, bạn đi đúng không? Yǒu jú bưu điện, jì xīn gửi thư à? Nǐ qù yǒu jú jì xīn ma? Bạn đi bưu điện gửi thư à? Thì cậu này mới trả lời là bú qù, không đi. Không đi. Đúng không? Wǒ qù yín háng qǔ qiān. Bạn đi đâu đấy? Wǒ qù là tôi đi, yín háng ngân hàng, qǔ qiān rút tiền. Không đi, không phải đi bưu điện đúng không? Tôi đi ngân hàng rút tiền. Rồi, thế là bạn nữ này mới hẹn gặp lại bằng cách nói là gì đấy? Míng thiên jiàn. Míng thiên là ngày mai, jiàn là gặp đúng không? Míng thiên jiàn, ngày mai gặp. Và bạn trai cũng lịch sự đáp lại là gì? Míng thiên jiàn, ngày mai gặp. Và đoạn hội thoại của các bạn thì đã kết thúc ở đây. Nhưng mà phần luyện tập của chúng ta thì chưa kết thúc. Một lần nữa các bạn hãy hướng mắt lên màn hình và đọc thật to cùng với cô Trang đoạn hội thoại này nhé. Cô Trang sẽ đọc và dừng lại cỡ một giây để cho các bạn đọc theo. Nǐ qù yǒu jú jì xīn ma? Bú qù, wǒ qù yín háng qǔ qiān. Míng tiān jiàn. Míng tiān jiàn. Rồi, và sau khi hoàn thành phần hội thoại vừa xong thì chúng ta cũng chính thức đã hoàn thành toàn bộ phần kiến thức của buổi 3 ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây thì cô Trang sẽ có một bài tập nho nhỏ, đó là bài tập phân biệt âm. Ở đây sẽ có hai âm xem xem na ná nhau. Và cô Trang sẽ đọc một trong hai âm này. Nhiệm vụ của các bạn sẽ phải là lắng nghe và phát hiện ra đâu là âm cô Trang đọc và khoanh tròn nó lại trước khi cô Trang đưa ra đáp án của mình. Ở mỗi phần câu này, ở mỗi câu hỏi thì cô Trang sẽ cho các bạn 3 giây để trả lời câu hỏi nhé. Rồi ok, các bạn sẵn sàng chưa? Bây giờ cô sẽ đọc và các bạn hãy tìm ra đáp án đúng nhé. Ở cặp đầu tiên, chỉ xính. Chỉ xính. Chính xác, đáp án của chúng ta chính là chỉ xính đúng không? Thanh ba, chỉ xính. Còn bên này là chỉ xính thì không phải là cái từ mà cô Trang đọc. Nào, sang đến cặp thứ hai chúng mình cùng lắng nghe nhé. Xí yào. Xí yào. Chính xác. Hy vọng là ai trong số chúng ta cũng sẽ khoanh được vào từ này. Bởi vì đây mới là âm y đúng không? Cô đọc là xí. Cô không đọc là si đúng không? Không phải si. Suy yào. Còn đây là si yào thì không phải là đáp án đúng. Rồi, mọi người đã sẵn sàng cho câu 3 chưa? Ok, câu 3 cô Trang đọc nhá. Suy yào. Suy yào. Cô Trang đọc cái gì đấy nhở? Cô Trang vẫn đọc là suy yào nhá. Bởi vì sao? Bởi vì tôi cố tình đọc âm này để tránh cho các bạn làm phương án loại trừ. Tức là bên trên cô Trang đã đọc suy yào rồi thì chắc là ở phía dưới cô đọc suy yào đấy. Thì không nhá, tôi vẫn đọc đáp án bên này. Vậy nên bạn nào chọn bên này là theo phương án loại trừ là sai rồi nhá. Suy yào. Ok. Rồi, tiếp theo nào. Cặp cuối cùng. Các bạn chuẩn bị nhá. Cô sẽ đọc này. Chuyển miệng. Chuyển miệng. Rồi,
Chuyển miệng. À, đây mới là đáp án chính xác của cô nhá. Còn bên này là gì đây? Chuyển xiện, đúng không? X, C đúng không? Chuyển xiện không phải đáp án đúng rồi. Cô đọc là chuyển miệng. Chúng ta đều làm đúng đúng không nhở? Hy vọng rằng không bạn nào làm sai ở phần này nhá, bởi vì phần kiến thức phát âm này là cái phần mà cực kỳ là đơn giản, và cô tin chắc chắn là những người ngồi trước màn hình để lắng nghe cô Trang chia sẻ từ đầu đến giờ thì đều đã nắm được phần này rồi. Và phần luyện tập vừa rồi cũng đã chính thức khép lại toàn bộ nội dung kiến thức của bài học số 3 ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy nó hữu ích thì hãy ấn like, share và subscribe để có thể theo dõi những bài học tiếp theo nhé. Và đừng quên phía sau của video này chính là phần hướng dẫn luyện viết chi tiết các từ vựng. Hãy theo dõi và luyện tập theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào chị.